Ngày 5 đến ngày 6 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được kết nối với gần 11.632 điểm cầu trên toàn quốc với gần 1,2 triệu cán bộ đảng viên tham gia. Trong 2 ngày, các đại biểu nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt các chuyên đề về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa 13.